vụ mất hàng trăm tỷ đồng ở ngân hàng MSB xuất hiện giấy xác nhận có dấu hiệu lạ. Cựu cán bộ buôn lậu xin chuyển từ hình phạt 7 năm tù thành hình phạt tiền. Miền núi phía Bắc liên tiếp hướng mưa đá, chuyên gia khí tượng lý giải. Cựu bí thư huyện ở Bình Định biến 138 hecta đất rừng phòng hộ thành tài sản riêng. trong khi những lùm xùm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân MSB Thanh Xuân đang được cơ quan an ninh điều tra, công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ, có một giấy xác nhận thông tin số dư tài khoản có dấu hiệu lạ. Giấy xác nhận này được bà NTL, người có tài khoản số dư 58,65 tỷ đồng mở tại MSB nhưng sau đó chỉ còn 93.640 đồng lưu giữ bà NTL là một trong số những nạn nhân mở tài khoản thanh toán tại MSB và tiền bị bốc hơi gần hết. Theo giấy xác nhận thông tin, số dư tài khoản tại MSB được bà L cung cấp có chữ ký của Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân Bùi Thị Hoài Anh và được đóng dấu đỏ bởi MSB Thanh Xuân. Giấy xác nhận ghi ngày 7 tháng 10 năm 2023 trước khi bà Hoài Anh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của khách hàng gửi tiền, thể hiện thông tin từ ngày 26 tháng 9 năm 2023 đến ngày 5 tháng 10 năm 2023, bà L có tổng cộng 12 giao dịch chuyển tiền vào tài khoản với số dư lên đến 58,65 tỷ đồng. Theo văn bản này, các giao dịch gửi tiền vào tài khoản của bà NTL đều có thời hạn gửi 4 tuần, lãi suất được hào phóng chi trả là 6% một năm. Con số này vượt xa so với mức lãi suất khoảng 3,8% một năm cho tiền gửi kỳ hạn một tháng được ngân hàng MSB niêm yết vào tháng 10 năm 2023, thời điểm MSB Thanh Xuân cấp giấy xác nhận cho khách hàng. Điều đáng nói, mức lãi suất 6% một năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 4 tuần được áp dụng thực tế vượt xa so với mức lãi suất trần 4,75% một năm cho tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng theo quy định của ngân hàng nhà nước. Cán bộ tín dụng một ngân hàng thương mại cổ phần có trụ sở tại Hà Nội nói, Thông thường, các ngân hàng không dám công khai thể hiện lãi suất vượt trần trên giấy trắng mực đen như vậy. Thay vào đó, lãi suất ưu đãi nếu có cũng chỉ được chi theo hình thức chi chăm sóc khách hàng hay còn gọi là chi lãi ngoài. Nhưng chi vượt mức lãi suất trần theo quy định của ngân hàng nhà nước là điều hiếm gặp kể từ sau vụ Ocean Bank giai đoạn 2010-2012. Cũng tương tự như bà L là bà VTKO cùng chúng tại Hà Nội cho biết được cán bộ MSB mời mở tài khoản vào tháng 3 năm 2021. Đáng chú ý, tài khoản cá nhân được mở nhưng do ngân hàng MSB quản lý để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng phục vụ cho việc tính chỉ số giá chứng khoán của MSB. Khách hàng không được quản lý tài khoản trên app điện thoại, không được cài tin nhắn thông báo số dư tài khoản qua điện thoại. Bà O đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản. Tại ngày mùng 5 tháng 10 năm 2023, tài khoản của bà O là 27,7 tỷ đồng. Tuy nhiên trong ngày 12 tháng 10 năm 2023, bà O yêu cầu sao kê tài khoản, phát hiện số tiền trong tài khoản bốc hơi chỉ còn dưới 100.000 đồng. Bà O khẳng định không có bất kỳ giao dịch rút tiền hay chuyển khoản nào sau thời điểm MSB xác nhận số dư tài khoản vào đầu tháng 10. Tòa nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vừa mở phiên xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ án cựu cán bộ đội chống buôn lậu PC03 công an thành phố Hồ Chí Minh và các đồng phạm buôn lậu về hành vi buôn lậu liên quan vụ án cựu cán bộ đội chống buôn lậu tiếp tay buôn lậu hơn 1.000 container là máy móc thiết bị cũ từ Nhật Bản Đài Loan về Việt Nam tiêu thụ phiên tòa được mở do có kháng cáo của các bị cáo trong đó có bị cáo Võ Văn Đông cựu cán bộ đội chống buôn lậu PC03 kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị cấp phúc thẩm không áp dụng hình phạt tiền với 5 bị cáo và tăng hình phạt đối với 8 bị cáo bị cáo Võ Văn Đông thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin nộp lại số tiền hưởng lợi và có nhiều thành tích trong quá trình công tác trong ngành công an và lao động chính trong gia đình. Bị cáo Đông xin hội đồng xét xử chuyển từ hình phạt 7 năm tù về tội buôn lậu sang hình phạt tiền. Cùng bị khởi tố lần này có các bị can Nguyễn Thị Mai Thương, Phạm Toàn, Nguyễn Đình Thiều, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Thành, Vũ Văn Tuấn. Trong đó, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Thương, Nguyễn Đình Thiều và Phạm Toàn. Các bị can này bị khởi tố liên quan đến vụ án do bị can Hoàng Duy Tiến, cựu cán bộ đội 7 PC03 chủ mưu, đã bị bắt và khởi tố hồi tháng 6 năm 2021. Đối với Võ Văn Đông, từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 5 năm 2021, Đồng đã cho Tiến thông tin các container hàng hóa là máy móc, thiết bị cũ. Từ đó, Tiến đã chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ, thủ tục nhập khẩu 6 container hàng cho Đông trị giá hơn 924,3 triệu đồng. Trước đó, mặc dù biết rõ quy định chặt chẽ về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyển công nghệ đã qua sử dụng vào Việt Nam, nhưng ông Tiến vẫn móc nối với các chủ hàng để nhập khẩu trái pháp luật các máy móc, thiết bị cũ tại Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam để kinh doanh mua bán nhằm hưởng lợi bất chính. Chi phí các chủ hàng trả cho ông Tiến là 78-90 triệu đồng một container, tùy theo thời điểm. Ông Tiến sẽ lo toàn bộ chi phí đóng thuế, trả tiền vận chuyển hàng về kho, chi phí trả cho công ty giám định, chi phí cho cán bộ kiểm hóa của hải quan. Trong quá trình thực hiện hành vi trên, Tiến và các đồng phạm đã lập nhiều công ty khác nhau để đứng tên pháp nhân, nhập khẩu các container hàng và phân công công việc cụ thể cho các nhân viên để làm thủ tục hồ sơ nhập khẩu. Tiến và đồng phạm đã thành lập 47 pháp nhân công ty để nhập khẩu gần 1.282 container máy móc thiết bị cũ từ nước ngoài, trị giá tính thuế gần 192 tỷ đồng. Xét xử sơ thẩm, tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Tiến 13 năm tù, võ văn Đông 7 năm tù về tội buôn lậu. Các bị cáo còn lại bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng đến 11 năm tù về cùng tội danh. Những ngày qua, một số tỉnh ở vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Yên Bái, Sơn La và huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An xuất hiện rông lốc mưa đá. Ngoài ra, rông lốc cũng đã bất ngờ xuất hiện tại Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và kéo dài khoảng 15 phút, làm tốc mái nhiều nhà dân, đổ nhiều cây xanh, cột điện. Một số khu vực ở thành phố Hạ Long và Cẩm Phả xuất hiện mưa đá với mật độ khá dày, hạt mưa đá khoảng 1 đến 1,5 cm và kéo dài vài phút. Thời điểm này, toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường 279, đoạn qua thôn 4, xã Vũ Oai, Hạ Long phải dừng khẩn cấp do hạn chế tầm nhìn. Tuy nhiên, rông lốc chỉ xảy ra trên khu vực đất liền. Thông tin từ Cảng vụ Đường Thủy Nội địa tỉnh Quảng Ninh cho biết không có thiệt hại đáng kể cho các phương tiện thủy của địa phương. Lý giải nguyên nhân dẫn tới hiện tượng thời tiết cực đoan trên, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời gian qua đã xuất hiện những đợt không khí lạnh yếu trong khi đó, vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng, đồng thời vùng gió trên mực 5.000m di chuyển từ phía Tây sang phía Đông. Tất cả các tổ hợp này tạo nên xáo động rất lớn ở các tỉnh thành miền Bắc, đặc biệt khu vực các tỉnh miền núi. Vì vậy, mưa rông xảy ra tương đối nhiều và dày đặc trong những ngày qua, đặc biệt trong hôm qua và hôm nay, mưa đá xuất hiện ở một số tỉnh vùng núi phía Bắc. Ông Anh Tuấn nói, hiện nay đang là thời kỳ giao mùa chuyển từ mùa lạnh sang mùa nóng, khả năng bất ổn định trong không khí là rất lớn tháng 4, tháng 5, thậm chí tháng 6, dông lốc có thể xảy ra rất nhiều trên toàn quốc, không chỉ ở Bắc Bộ. Người dân cũng cần cảnh giác mưa đá đi kèm. Người dân khi thấy khu vực xuất hiện gió mạnh, nhiệt độ giảm đột ngột, đồng thời mây đen xì, vần vũ bao quanh thì cần đặc biệt cảnh giác vì khả năng rất cao xảy ra mưa đá. Theo Phó trưởng phòng dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, việc cảnh báo mưa rông tương đối khó vì phải xác định được khu hội tụ gió cũng như khu vực xáo động lớn trong không khí. Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định xác nhận, Công an tỉnh Bình Định vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đình Kim, cựu Bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Cụ thể, theo kết luận của thanh tra tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Đình Kim, cựu Bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh đã tự viết đơn giả chữ ký làm giúp hồ sơ xin giao đất cho 5 trường hợp đều có quan hệ họ hàng với ông, gồm chị ruột, ba cháu ruột và con trai. Vào tháng 1 năm 2024, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bình Định kiểm tra dấu hiệu vi phạm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể, ban thường vụ huyện ủy Vĩnh Thạnh 3 nhiệm kỳ 2000-2005, 2005-2010 và 2010-2015 liên quan việc giao đất, cho thuê đất mà Thanh tra tỉnh Bình Định đã kết luận có sai phạm. Việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan tới giao đất cho thuê đất tại huyện Vĩnh Thạnh có liên quan tới 21 đảng viên. Theo đó, từ năm 2022 đến nay, Thanh tra tỉnh Bình Định kết luận nhiều vụ việc sai phạm liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất tại huyện Vĩnh Thạnh. Trong đó, nghiêm trọng nhất là vụ gia đình cựu bí thư huyện ủy huyện Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim được giao hơn 138 ha đất rừng phòng hộ sai quy định pháp luật. Trong hơn 138 ha đất rừng phòng hộ chuyển về tay gia đình cựu bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh, ông Nguyễn Đình Kim là 85 hectare hai con trai hơn 53 hecta. Hiện Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã thu hồi hơn 138 hecta rừng phòng hộ của gia đình ông Nguyễn Đình Kim. Vụ án đang được công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra làm rõ. Ông Nguyễn Đình Kim cũng đang được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Chiều ngày 28 tháng 3, tại buổi họp báo thường kỳ quý 1 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiều phóng viên đặt câu hỏi liên quan vụ cháy trung cư mini xảy ra tại quận Thanh Xuân vào tháng 9 năm 2023 khiến 56 người tử vong. Báo chí đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cung cấp danh tính, chức vụ của 6 đảng viên, cán bộ, nguyên cán bộ thuộc diện thành ủy Hà Nội quản lý bị xem xét kỷ luật liên quan vụ cháy. Trước câu hỏi này, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, đây là 6 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý. Tôi là người phát ngôn của Ủy ban nhân dân thành phố. Do vậy nội dung này sẽ có cấp có thẩm quyền thông tin. Thông tin về công tác điều tra, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra sẽ khởi tố, bắt tạm giam Nghiêm Xuân Minh, chủ căn hộ chung cư mini. Sau đó cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can liên quan đến góc độ quản lý nhà nước của các cấp Trước câu hỏi, 6 đảng viên là cán bộ, nguyên cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý liên quan vụ cháy đã được công an mời lên làm việc chưa? Phó giám đốc công an thành phố Hà Nội xác nhận, 6 cán bộ trên đã được cơ quan công an mời lên làm việc. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, những người liên quan được mời lên làm việc để chứng minh hành vi phạm tội hay không phạm tội, vi phạm quy định của đảng hay hành chính. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nói, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xác minh để làm rõ, xử lý đúng theo tinh thần, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí Thư, cũng như lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo thành phố Hà Nội làm sao để không oan sai và bỏ lọt tội phạm. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9 năm 2023, chung cư mini ở số nhà 37, ngách 29 trên 70, phố Khương Hạ xảy ra hỏa hoạn. Căn nhà có diện tích khoảng trên 200 m2, cao 9 tầng, chia thành 45 căn hộ với khoảng 150 người sinh sống. Vụ cháy khiến nhiều người thương vong. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, chú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, chủ chung cư nói trên. Ngày 31 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã tiếp tục khởi tố 6 cán bộ, nguyên là cựu thanh tra xây dựng, cán bộ và công an phường Khương Đình. Cả 6 người trên bị điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 28 tháng 3, công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long thông tin đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt 5 bị can để tạm giam gồm Dương Khải, sinh năm 1994, Thạch Quý Lầy, sinh năm 1986, Kim Sa Rương, sinh năm 1987, Thạch Chóp, sinh năm 2003 và Thạch Nha, sinh năm 1997 về hành vi bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật. Năm người này đã khống chế tổ công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Tam Bình, sau đó đưa vào tránh điện khóa cửa không cho ra ngoài. Nhóm người này còn gây thương tích khi tổ công tác đến xác minh vụ việc theo phản ánh, trình báo của người dân. Trước đó ngày 22 tháng 11 năm 2013, tổ công tác của Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình và xã Loan Mỹ cùng hai Phật tử đại diện người địa phương đến chùa Đại Thọ liên hệ làm việc. Khi tổ công tác vào bên trong khuôn viên chùa thì bị khóa cổng. Thời điểm xảy ra sự việc, Thạch Đa Dara, ngụ huyện Tam Bình, trực tiếp chỉ đạo khống chế các thành viên trong tổ công tác, hành hung gây thương tích và đưa vào tránh điện, khóa cửa canh giữ không cho ra ngoài. Tên này còn chỉ đạo quay các video clip khi tổ công tác đến làm việc, tuyên truyền sai sự thật. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Thông qua công tác tuyên truyền vận động, những người này mới dừng các hành động gây rối và thả các thành viên tổ công tác. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương lập biên bản sự việc, tổ chức tuyên truyền vận động chấp hành các quy định của pháp luật tại chùa Đại Thọ. Liên quan đến vụ việc, ngày 26 tháng 3, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Thạch Trăng Rada cùng Kim Khiêm, ngụ huyện Tam Bình về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngoài ra, Công an huyện Tam Bình cũng tống đặt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Thạch Ve Sanan, ngụ huyện Tam Bình về hành vi bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật. Vụ việc đang được Công an tỉnh Vịnh Long tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế Mỹ AISVN, gọi tắt là trường quốc tế Mỹ Việt Nam trong báo cáo, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em do nợ thuế thu nhập cá nhân. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai biện pháp đình chỉ tuyển sinh trong năm 2024, 2025 đối với trường Quốc tế Mỹ đến khi nhà đầu tư giải quyết hoàn tất các vấn đề về tài chính và nhân sự, ổn định công tác tổ chức hoạt động giáo dục. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo đình chỉ hoạt động nếu trường không giải quyết được các vấn đề về tài chính và nhân sự hiện nay. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng được yêu cầu phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình dư luận xã hội để có những phương án xử lý phù hợp, quản lý chặt chẽ tình hình tại trường này. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở ngành liên quan và các quận huyện thành phố Thủ Đức hỗ trợ ngành giáo dục và đào tạo ổn định dư luận, quản lý chặt chẽ hoạt động của công ty cổ phần giáo dục quốc tế Mỹ AIS vì hoạt động của công ty ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và chất lượng giáo dục của trường quốc tế Mỹ. Phối hợp theo dõi tình hình hoạt động của trường và đẩy nhanh tiến độ làm việc với bà Nguyễn Thị Út Em nhằm giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến đầu tư và tổ chức hoạt động giáo dục của trường. Trường AISVN được thành lập vào năm 2006, hiện có 1.213 học sinh theo học chương trình Tú Tài Quốc tế IB với 129 giáo viên nước ngoài và 26 giáo viên Việt Nam. Ngày 16 tháng 3, 53 giáo viên nghỉ dạy với lý do nghỉ ốm. Đến 20 tháng 3, số lượng giáo viên nghỉ làm là 85. Mức học phí của trường giao động từ 280 đến 350 triệu đồng một năm với bậc mầm non, 450 đến 500 triệu đồng một năm với bậc tiểu học và 600 đến 725 triệu đồng một năm ở bậc trung học.